Con nhỏ này nó ngon hơn em, nó phê hơn em, nó đã hơn em. Anh gửi đoạn văn, đoạn ý, hai người ôm ấp ăn ái nhau cho mình coi nữa. Là ảnh gửi hay là cái cô kia cổ gửi? Mình không biết ai gửi, nhưng mà cái điện thoại đó là cái tài khoản của ảnh. Có một điều ra là như vậy, lý do tại sao mà mình không ra tới nhà ngoài đó gì, mình nghĩ cái quán nước đó là cái quán nước gái, toàn bộ là gái, cho nên mình mới thăng mình ra đó, mình nhờ bên chồng đi giùm với mình. Nhưng mà có ngờ đâu là bên chồng đã biết hết trơn trước mình rồi. Có nghĩa là mình trình bày cho cái bên chồng và có tất cả em chồng và bà già chồng, ông già chồng ngồi đó luôn. Nhưng mà bà già chồng đã nói mình một câu như vậy: thôi hai đứa bay thôi nhau đi, đừng có ở nhau nữa. Ở nhau không có hạnh phúc đâu. Thằng lớn á thì thôi theo cha nó, thằng nhỏ thì ở với con đi.